Đấy, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập một số kiến thức trong chương 1 đại số 9 nhằm chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra định kỳ học kỳ 1 sắp tới. Rồi, ở chương 1 của đại số 9 thì chúng ta học về căn bậc 2. Đây, chúng ta có định nghĩa như sau. Căn bậc 2 của một số A không âm là số x sao cho x bình bằng A. Số dương A có đúng hai căn bậc 2 là hai số đối nhau. Số dương ký hiệu là căn A và số âm ký hiệu là trừ căn A. Số 0 có đúng một căn bậc 2 là chính số 0. Do đó ta biết căn bậc 2 của 0 bằng 0. Rồi chúng ta có các ví dụ như sau. Với A bằng 9 thì A sẽ có hai căn bậc 2, đó là căn chính bằng 3 và trừ căn chính bằng trừ 3. Rồi khi A bằng 4 phần 9 thì A sẽ có hai căn bậc 2, đó là căn bậc 2 của 4 phần 9 bằng 2 phần 3 và trừ căn bậc 2 của 4 phần 9 bằng trừ 2 phần 3. Rồi khi A bằng 0,25 thì A có hai căn bậc 2, đó là căn bậc 2 của 0,25 bằng 0,5 và trừ căn bậc 2 của 0,25 bằng trừ 0,5. Rồi khi A bằng 2 thì A sẽ có hai căn bậc 2, đó là căn bậc 2 của 2 và trừ căn bậc 2 của 2. Và do đây là hai số vô tỉ, do đó chúng ta dùng ký hiệu căn bậc 2 của 2 và trừ căn bậc 2 của 2 để chúng ta ghi lại kết quả. Còn không thì không có một căn bậc 2 chính là nó, đúng không? Đó là không. Rồi ngoài ra chúng ta còn áp dụng cái định nghĩa này vào việc giải phương trình. Chẳng hạn như chúng ta giải phương trình câu A x bình bằng 121 thì theo định nghĩa về căn bậc 2 chúng ta nhận ra ngay x chính là căn bậc 2 của 121. Do đó x sẽ có hai giá trị là cộng trừ căn bậc 2 của 121 và chúng ta tính ra được đó là x bằng cộng trừ 11. Do đó tập nghiệm của phương trình này sẽ có hai nghiệm là 11 và trừ 11. Và tiếp tục chúng ta có câu B, giải phương trình x bình bằng 123. Thì theo định nghĩa của căn bậc 2 chúng ta xác nhận ngay x chính là căn bậc 2 của 123. Do đó x sẽ nhận hai giá trị đó là cộng trừ căn 123 và nếu tính ra thì nó sẽ là bốn số vô tỉ. Do đó chúng ta sẽ dùng ký hiệu là cộng trừ căn 123 để chúng ta ghi lại kết quả này. Và từ đó dẫn đến là tập nghiệm của phương trình này sẽ có hai nghiệm là căn 123 và trừ căn 123. Tiếp đến thì chúng ta học về căn bậc 2 số học. Chúng ta có định nghĩa với số dương A thì số căn bậc 2 của A được gọi là căn bậc 2 số học của A và số 0 cũng được gọi là căn bậc 2 số học của số 0 luôn. Do đó chúng ta có các ví dụ sau đây. Nếu A bằng 9 thì căn bậc 2 số học của 9 là 3. Rồi nếu A bằng 4 phần 9 thì căn bậc 2 số học của 4 phần 9 chính là căn bậc 2 của 4 phần 9 bằng 2 phần 3. Rồi nếu A bằng 0,25 thì căn bậc 2 số học của A chính là căn bậc 2 của 0,25 bằng 0,5. Rồi nếu A bằng 2 thì căn bậc 2 số học của A chính là căn bậc 2 của 2. Và nếu A bằng 0 thì căn bậc 2 số học của A chính là số 0. Và từ đây chúng ta có một cái định lý. Rồi với hai số A và B không âm ta có A nhỏ hơn B tương đương với căn bậc 2 số học của A nhỏ hơn căn bậc 2 số học của B. Và chúng ta áp dụng điều này để từ đó chúng ta vào bài toán so sánh. Chẳng hạn so sánh 4 và căn bậc 2 số học của 15. Thì như chúng ta đã biết, 4 chính là căn bậc 2 số học của 16. Mà 16 thì lớn hơn 15. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng suy ra căn bậc 2 số học của 16 sẽ lớn hơn căn bậc 2 số học của 15. Và từ đó dẫn đến 4 lớn hơn căn bậc 2 số học của 15. Đây, và sau đó chúng ta mở rộng ra khi A của mình là một biểu thức đại số thì chúng ta sẽ có căn thức bậc 2 của A. Thì lúc đó cái biểu thức A người ta sẽ gọi là biểu thức lấy căn hay là biểu thức dưới dấu căn. Và chúng ta đã học một điều là căn thức bậc 2 của A xác định hay có nghĩa khi biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn chính là A phải lấy giá trị không âm. Do đó chúng ta có bài tập đơn giản sau đây. Với giá trị nào của x thì căn thức bậc 2 của 5 trừ 2x xác định. Thì chúng ta dễ dàng làm được là
Căn thức bậc 2 của 5 trừ 2x xác định khi biểu thức 5 trừ 2x của mình nhận giá trị không âm. Và từ đó chúng ta tiến hành giải cái bất phương trình này, chúng ta có kết quả là x nhỏ hơn hoặc bằng 2,5. Rồi, trong chương 1 đại số 9 thì chúng ta có các bài toán liên quan tới các công thức biến đổi căn thức. Đó là những công thức nào? Thứ nhất là hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Rồi, thứ hai là liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Thứ ba là liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Thứ tư là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Thứ năm là đưa thừa số vào trong dấu căn. Thứ sáu là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Và thứ bảy là trục căn thức ở mẫu. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào các bài tập như sau. Rồi, chẳng hạn bài 1 tính. Rồi, thì có 4 bài để áp dụng các công thức biến đổi căn thức. Rồi, chúng ta vào câu A. Rồi, câu A tính căn bậc 2 của 8 trừ 3 căn bậc 2 của 18 cộng 4 căn bậc 2 của 32 và trừ 2 căn bậc 2 của 50. Đây là dạng toán mà chúng ta sẽ áp dụng việc là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Được chưa? Thì muốn đưa một thừa số ra ngoài dấu căn, chúng ta sẽ áp dụng công thức là căn A bình B thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A căn B với điều kiện B lớn bằng 0. Thì ở đây để biến để đưa thừa số ra ngoài cái dấu căn thì chúng ta sẽ biến đổi 8 thành 2 bình nhân 2, 18 thành 3 bình nhân 2, 32 thành 4 bình nhân 2 và 50 thành 5 bình nhân 2. Để từ đó chúng ta áp dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có các kết quả như sau. Rồi, vậy là căn bậc 2 của A bình B nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A căn B và nó sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó sẽ bằng A căn B nếu A lớn bằng 0 và trường hợp thứ hai nó sẽ bằng trừ A căn B nếu như A nhỏ hơn 0. Thì ở đây chúng ta thấy A của mình là 2, 3, 4, 5 lớn hơn 0, đúng không nào? Vậy đó chúng ta dễ dàng đưa ra thành là 2 căn 2. Rồi 3 căn 2 nhân với 3 nữa thành là 9 căn 2. Rồi 4 căn 2 nhân với 4 nữa thành 16 căn 2. Và 5 căn 2 nhân với 2 thành 10 căn 2. Và từ đó chúng ta thực hiện phép tính. Chúng ta thực hiện phép cộng trừ các căn thức đồng dạng này lại. Chúng ta có kết quả là trừ căn 2. Rồi đó là câu A, chúng ta đã áp dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Rồi bây giờ chúng ta qua câu B. Thì câu B này nó liên hệ mật thiết với các hàng đẳng thức số 1, số 2 mà chúng ta đã học ở lớp 8. Tức là nếu chúng ta có A cộng hoặc trừ B tất cả bình thì chúng ta ghi lại kết quả thành là A bình cộng B bình cộng trừ 2AB. Thì lên lớp 9 chúng ta khó hơn chút xíu. Thay vì biểu thức A đơn giản thì chúng ta chuyển qua thành là căn bậc 2 của A. Biểu thức B thì chúng ta chuyển qua căn bậc 2 của B. Và từ đó chúng ta đưa đến cái hàng đẳng thức số 1 và số 2 áp dụng vào lớp 9 của mình sẽ là căn A cộng hoặc trừ căn B tất cả bình thì bằng là A cộng B cộng hoặc trừ 2 căn AB. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ áp dụng vậy chúng ta có căn 6 cộng căn 5 tất cả bình trừ cho 10 căn 6 phần 5. Thì ở đây là cái nhóm thứ nhất chúng ta sẽ áp dụng hàng đẳng thức số 1. Còn nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ áp dụng là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Khử mẫu biểu thức lấy căn thì chúng ta có ở đây. Căn của A phần B thì sẽ bằng là 1 trên giá trị tuyệt đối của B nhân với căn AB. Với điều kiện là A nhân B phải lớn bằng 0 và B khác 0. Thì nói đơn giản là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu. Được chưa? Tử và mẫu của nó với cùng mẫu. Chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 5. Không nè, vậy từ đó chúng ta dễ dàng có kết quả như sau. Đây, kỹ nhất thứ nhất chúng ta sẽ biến đổi thành là 6 cộng 5 cộng với 2 căn 6 nhân 5. Đây, cái nhóm thứ hai thì chúng ta khử mẫu biểu thức lấy căn, chúng ta có kết quả là 10 nhân với căn của 30 phần 5. Được chưa? Và từ đó chúng ta tiến hành thu gọn lại. Đây, 6 cộng 5 là 11, căn của 6 nhân 5 là căn 30. Rồi 10 nhân với căn 30 phần 5 chúng ta rút gọn thành là 2 căn 30. Và từ đó chúng ta thực hiện phép tính và kết quả bài này sẽ là 11. Rồi chúng ta qua câu C.
À, câu C, đây là bài chúng ta sẽ áp dụng cái hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Được chưa? Thì chúng ta dễ dàng đưa ra được là căn bậc 2 của căn 2 cộng 1 tất cả bình bằng giá trị tuyệt đối của căn 2 cộng 1. À, còn cái thằng 6 trừ 4 căn 2 này chúng ta sẽ đưa về hàng thức số 2. Đó là căn bậc 2 của căn 4 trừ căn 2 tất cả bình. Để từ đó chúng ta quay về áp dụng được cái hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. À, vậy ở đây chúng ta đưa thành là giá trị tuyệt đối của căn 2 cộng 1 cộng với giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn 2. Và tiến hành phá dấu giá tuyệt đối này, chúng ta có kết quả là căn 2 cộng 1 cộng với 2 trừ căn 2. Và thực hiện phép tính, chúng ta có kết quả bài này là 3. Rồi, bây giờ qua câu D. À, câu D thì chúng ta thấy có 3 nhóm. Thì nhóm thứ nhất chúng ta dễ dàng nhận ra đó là bài toán liên quan tới trục căn thức ở mẫu. Được chưa? Và trục căn thức này chúng ta sẽ nhân với lượng liên hợp để nó đưa về hàng đẳng thức A bình trừ B bình. Rồi, qua cái nhóm thứ hai là chúng ta dễ dàng nhận biết đó là khử mẫu của biểu thức lấy căn và chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho 2. Rồi, qua biểu thức thứ ba thì chúng ta thấy ở đây nó cũng có chứa cái mẫu dưới căn, cái căn ở dưới mẫu. Do đó chúng ta sẽ thực hiện là trục căn thức ở mẫu, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không nhân lượng liên hợp mà chúng ta sẽ tiến hành rút gọn giống như rút gọn phân thức chúng ta đã học ở dưới lớp 8. Thì chúng ta quan sát 5 căn 2 có nghĩa là căn 50, đúng không nè? Mà căn 50 và căn 10 là sẽ có nhân tử chung là căn 10. Được chưa? Vậy từ đó chúng ta sẽ tiến hành biến đổi câu D như sau. Rồi, đối với nhóm thứ nhất chúng ta sẽ nhân cả tử và nhà mẫu cho lượng liên hợp là 4 cộng căn 10. Thì mẫu nó trở thành là 16 trừ 10. Rồi, nhóm thứ hai chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của biểu thức lấy căn với 2. Thì chúng ta sẽ có kết quả là 6 căn 10 trên 2. Rồi, nhóm thứ ba thì chúng ta sẽ tiến hành đặt thừa số chung ở trên tử đó là căn 10. Thì chúng ta còn lại là căn 5 cộng 1. Được chưa? Và tiến hành rút gọn. Rồi, nhóm thứ nhất 12 và 4 12 và 6 chúng ta rút gọn được, do đó nó còn lại là 2 nhân với 4 cộng với căn 10. Rồi, nhóm thứ hai chúng ta sẽ rút gọn 6 và 2 thì chúng ta còn lại là 3 căn 10. Và nhóm thứ ba chúng ta rút gọn căn 5 cộng 1 chúng ta còn lại căn 10. Rồi, tiến hành phép nhân. Được chưa? Và sau đó chúng ta thực hiện phép tính. Chúng ta có kết quả là 8. Rồi, qua phần tiếp theo là chúng ta sẽ áp dụng về giải phương trình. À, thì chúng ta có giải phương trình trước căn thức. À, đây là các công thức liên quan tới giải phương trình trước căn thức. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện giải phương trình trước căn thức ha. Chẳng hạn như ở câu A. Rồi, câu A thì chúng ta sẽ liên quan tới cái giải phương trình trước căn thức dạng nào nè. Thì dễ dàng nhận xét đó là dạng căn A bằng B. Rồi, căn A bằng B thì tương đương với B lớn bằng 0 và A bằng B bình. Được chưa? Thì ở đây chúng ta dễ dàng nhận ra A của mình chính là 2x cộng 1 và B của mình chính là 3. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng áp dụng công thức. Vậy nó sẽ tương đương với 3 lớn bằng 0. Thì điều này là luôn đúng. Và 2x cộng 1 sẽ bằng 3 bình. Được chưa? Và từ đó dễ dàng chúng ta đưa đến cái phương trình đơn giản đó là 2x cộng 1 bằng 9. Và tiến hành giải phương trình này, chúng ta tương đương với 2x bằng 8 và từ đó tương đương với x bằng 4. Vậy phương trình ở câu A này có một nghiệm là 4. Rồi, thì ở câu A nó quá dễ dàng đúng không? À, bây giờ người ta sẽ làm khó mình. Người ta cho nhiều căn thức bậc 2 xuất hiện trong đó. Được chưa? À, thì giờ chúng ta sẽ biến đổi để nó đưa về đúng dạng là căn A bằng B một cách rất là đơn giản. Thì chúng ta quan sát 27x trừ 18 có nhân tử chung là 9. Chúng ta đặt 9 ra. Vậy còn lại là 9 nhân với 3x trừ 2. Rồi, qua cái căn thức thứ hai thì chúng ta nhận xét 12 và 8 có nhân tử chung là 4. Vậy chúng ta đặt 4 ra. Vậy chúng ta có là 4 nhân với 3x trừ 2. Rồi, chúng ta áp dụng đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Rồi, chúng ta đưa 9 ra ngoài thành 3. Rồi, 4 đưa ra ngoài thành 2, 2 nhân với 1 phần 2 thành 1. Vậy từ đó chúng ta biến đổi thành tương đương là 3 căn 3x trừ 2 trừ cho
căn của 3x trừ 2 bằng 6 và tiến hành phép tính, chúng ta thu gọn lại thành là 2 căn 3x trừ 2 bằng 6 và từ đó dễ dàng tìm được căn 3x trừ 2 bằng 3 và từ đó đưa về dạng căn A bằng B với A là 3x trừ 2 và B là 3. Từ đó chúng ta áp dụng công thức thì là 3 lớn bằng 0 thì điều này luôn đúng và 3x trừ 2 bằng 3 bình. Rồi tiến hành giải chúng ta sẽ tìm được nghiệm là x bằng 11 phần 3. Rồi đó là hai câu để chúng ta áp dụng được cái công thức căn A bằng B thì tương đương với B lớn bằng 0 và A bằng B bình. Rồi bây giờ chúng ta qua câu C. Nhìn câu C này chúng ta thấy cũng có thể áp dụng được cái công thức căn A bằng B đúng không nè? Được chưa? Với A của mình là 3x cộng 2 cả bình và B của mình bằng 6. Rồi chúng ta tiến hành giải giống như hai câu ở trên. Nhưng ở đây đặc biệt chúng ta quan sát. Ở đây chúng ta có thể áp dụng được công thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Do đó chúng ta qua một bước biến đổi trung gian như sau. Vậy là chúng ta đưa về tương đương với giá trị tuyệt đối của 3x cộng 2 bằng 6. Và từ đó chúng ta có cái công thức giá trị tuyệt đối của A bằng B. Được chưa? Nếu giá trị tuyệt đối của A bằng B thì B sẽ lớn bằng 0. Và A bằng B hay A bằng trừ B, đây là điều chúng ta đã học ở lớp 8. Vậy chúng ta tiến hành giải theo cái công thức giá trị tuyệt đối của A bằng B. Thì ở đây A của mình sẽ là 3x cộng 2 và B của mình bằng 6. Vậy dễ dàng áp dụng công thức chúng ta lắp vào 6 lớn bằng 0 thì điều này luôn đúng. Và 3x cộng 2 bằng 6 hay 3x cộng 2 bằng trừ 6. Và chúng ta tiến hành giải được x bằng 4 phần 3 hay x bằng trừ 8 phần 3. Và dẫn đến phương trình này sẽ có hai nghiệm là 4 phần 3 và 8 phần 3. Rồi qua câu D cũng là một thử thách nữa. Nó không cho chúng ta cái dạng có sẵn mà chúng ta phải qua một số bước biến đổi. Thì dễ dàng nhận thấy 49 chúng ta có thể áp dụng đưa thừa số ra ngoài dấu căn thành 7. Còn x bình trừ 8x cộng 16 chúng ta có thể áp dụng hàng đẳng thức số 2 đưa về thành là x trừ 4 tất cả bình. Và kế tiếp là chúng ta sẽ chuyển vế trừ 21 từ vế trái qua vế phải thành là 21. Rồi tiến hành biến đổi thì chúng ta sẽ đưa về dưới dạng là giá trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng 3. Thì con số 3 này nó từ 21 chia 7. Còn giá trị tuyệt đối của x trừ 4 này là do chúng ta áp dụng hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Vậy từ đó nó về đúng dưới dạng là giá trị tuyệt đối của A bằng B. Và chúng ta tiến hành áp dụng công thức như là 3 lớn bằng 0 thì điều này luôn đúng. Và điều thứ hai là x trừ 4 bằng 3 hay x trừ 4 bằng trừ 3. Và dễ dàng tìm được hai giá trị đó là x bằng 7 hay x bằng 1. Và từ đó chúng ta kết luận vậy tập nghiệm này sẽ có hai nghiệm đó là 7 và 1. Chúng ta qua bài tập thứ 3. Đó là rút gọn biểu thức và giả sử các biểu thức ở đây đều có nghĩa. Rồi chúng ta có 4 bài hiện như trên màn hình. Chúng ta tiến hành giải câu A. Câu A là tổng của 5 và x trừ 3 căn x trên căn x trừ 3 nhân với tổng của 5 và 4x trừ căn x trên 1 trừ 4 căn x. Rồi ở đây chúng ta quan sát thấy xuất hiện là x và căn x. Thì chúng ta thấy nếu với x lớn bằng 0 thì chúng ta đã học rồi, bình phương căn x sẽ bằng x. Vậy chúng ta sẽ dựa vào đó để giải bài này. Thì dễ dàng chúng ta thấy nếu x là bằng bình phương của căn x thì ở thằng x trừ 3 căn x nó sẽ xuất hiện nhân tử chung là căn x. Vậy chúng ta đặt căn x ra. Được chưa? Vậy trên tử sẽ trở thành là căn x trừ 3 và một lát chúng ta sẽ rút gọn được với mẫu. Rồi đối với nhóm thứ hai thì chúng ta thấy x và căn x thì lại có nhân tử chung là căn x. Vậy chúng ta đặt căn x ra thì nó sẽ còn lại là 4 căn x trừ 1. Không nè? Rồi vậy chúng ta tiến hành biến đổi thêm một chút xíu nữa. Thì chúng ta quan sát ở nhóm thứ hai 4 căn x trừ 1 mà ở dưới mẫu là 1 trừ 4 căn x. Vậy chúng ta sẽ tiến hành đổi dấu phân thức. Đổi dấu đứng trước phân thức thì chúng ta có quyền đổi dấu tử. Vậy là 4 căn x trừ 1 chúng ta đổi thành là 1 trừ 4 căn x. Để như đó dễ dàng chúng ta tiến hành rút gọn. Đây, đối với nhóm thứ nhất chúng ta sẽ rút gọn căn x trừ 3 của tử và mẫu.
Vậy nhóm thứ nhất sẽ còn là làm 5 cộng căn x. Đối với nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ rút gọn 1 trừ 4 căn x, thì chúng ta còn lại là 5 trừ căn x. À, thì ở đây có phải là hàng đẳng thức số 3 mà chúng ta đã học ở dưới lớp 8 nè. Đó là hiệu của hai bình phương. Thì ở đây chúng ta có A cộng B nhân A trừ B, thì chúng ta có thể ghi lại thành là A bình trừ B bình. Vậy ở đây xác định A của mình là 5, B của mình là căn x. Vậy khi thành là A bình trừ B bình có nghĩa là 5 bình là 25, và bình phương của căn x chính là x. Vậy chúng ta có kết quả của câu A là 25 trừ x. Và ở đây chúng ta nhấn mạnh một điều, đó là chúng ta nhớ bình phương của căn x sẽ bằng x khi x là một số không âm. Rồi chúng ta tiến hành vào câu B. À, câu B thì chúng ta lại liên tưởng tới cái hàng đẳng thức số 1 và số 2 của lớp 8, đó là bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. Được chưa? Và một bài tập quen thuộc là tổng hay hiệu của x căn y, y căn x, thì sẽ phân tích ra thức thành nhân tử bằng cách là đặt nhân tử chung là căn x y. Rồi và áp dụng hai cái điều này vào bài giải chúng ta sẽ có như sau. Rồi đối với cái nhóm thứ nhất thì chúng ta áp dụng hàng đẳng thức số 2, chúng ta khai triển ra thành là x cộng y trừ 2 căn x y cộng với 4 căn x y trên căn x cộng căn y. Rồi đối với cái nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ đặt nhân tử chung là căn x y. Vậy chúng ta sẽ có là căn x y nhân với căn x trừ căn y trên căn x y. Rồi đối với nhóm thứ nhất chúng ta tiến hành thu gọn tử lại thì nó còn là x cộng y cộng 2 căn x y, và chúng ta thấy xuất hiện trên tử chính là hàng đẳng thức số 1. Rồi đối với nhóm thứ hai thì chúng ta sẽ tiến hành làm gì đây? Chúng ta sẽ tiến hành rút gọn căn x y của tử và mẫu, chúng ta còn lại là căn x trừ căn y của nhóm thứ hai. Rồi như hồi nãy chúng ta đã phát hiện cái nhóm thứ nhất trên tử đó là hàng đẳng thức số 1, do đó chúng ta thu gọn lại thành là căn x cộng căn y tất cả bên trên căn x cộng căn y, còn nhóm thứ hai vẫn là hiệu của căn x và căn y. Rồi tiến hành rút gọn nhóm thứ nhất chúng ta còn lại là căn x cộng căn y, còn nhóm thứ hai chúng ta tiến hành phá ngoặc, trước dấu ngoặc là dấu trừ nên chúng ta đổi dấu thành là trừ căn x cộng căn y và thực hiện phép tính, kết quả sẽ là 2 căn y. À, vậy là ở câu B chúng ta lại một lần nữa nhấn mạnh về hàng đẳng thức số 1 và hàng đẳng thức số 2, và qua đó nhắc lại cái điều quen thuộc là x căn y, y căn x sẽ có nhân tử chung là căn x y. Rồi chúng ta qua câu C. Câu C cũng là một điều áp dụng của x chính là bình phương của căn x. Được chưa? Thì do x là bình phương căn x, do đó chúng ta có thể ghi thành là bình phương căn x nhân căn x thành là lập phương căn x. Được chưa? Và một chúng ta tiến hành là một lập. Đây, còn ở dưới mẫu chúng ta tiến hành đặt thừa số chung là căn x. Vậy còn lại là căn x nhân với căn x trừ 1. Tương tự như vậy, nhóm thứ hai chúng ta cũng đưa được về dạng là lập phương của căn x cộng với lập phương của 1, và dưới mẫu là căn x nhân với căn x cộng 1. Rồi thì ở trên tử của hai nhóm chúng ta thấy xuất hiện hàng đẳng thức A lập trừ B lập hoặc là A lập cộng B lập, chính là hàng đẳng thức số 6 và số 7 chúng ta đã học ở lớp 8. Được chưa? Vậy áp dụng hàng đẳng thức số 6 và số 7, chúng ta hàng ở lớp 8 chúng ta khai triển hai cái tử trong bài này. Rồi, đối với cái tử thứ nhất thì chúng ta đưa về là căn x trừ 1 nhân với x cộng căn x cộng 1. Và đối với cái tử thứ hai chúng ta sẽ đưa về căn x cộng 1 nhân với x trừ căn x cộng 1 và tiến hành rút gọn. À, chúng ta sẽ có kết quả. Đối với cái nhóm thứ nhất chúng ta rút gọn căn x trừ 1 thì còn lại là x cộng căn x cộng 1 trên căn x. Còn đối với nhóm thứ hai thì chúng ta tiến hành rút gọn căn x cộng 1, chúng ta còn lại kết quả là x trừ căn x cộng 1. Và hai cái phân thức này nó lại có cùng mẫu, do đó chúng ta giữ nguyên mẫu, chúng ta cộng trừ tử với nhau. Được chưa? Thì kết quả sẽ là 2 căn x trên x, và tiến hành rút gọn chúng ta có kết quả là 2. Vậy là ở câu C này chúng ta nhớ một điều, x căn x chúng ta có thể biến đổi về thành là lập phương căn x. Rồi chúng ta qua câu D. À, câu D thì đây cũng là một dạng toán mà chúng ta đã thường gặp ở dưới lớp 8, là
cộng trừ nhân chia các phân thức đúng nè. Thì đối với nhóm thứ nhất nó chẳng qua là phép toán trừ đúng nè, mà muốn trừ được thì chúng ta phải có cùng mẫu, vậy chúng ta tiến hành quy đồng mẫu của nhóm thứ nhất. Cũng như vậy là ở nhóm thứ hai, thì ở nhóm thứ nhất chúng ta sẽ có mẫu thức chung sẽ là căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2 và tiến hành quy đồng. Vậy nhóm thứ nhất chúng ta sẽ trở thành là căn x trừ 2 tất cả bình trừ cho căn x cộng 2 tất cả bình, tất cả trên căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2. Còn nhóm thứ hai thì nhân mẫu thức chung nó sẽ là căn x. Vậy đối với nhóm thứ hai chúng ta quy đồng sẽ có kết quả là x trừ 4 trên căn x. Đây, tiến hành khai triển cái nhóm thứ nhất ra thì chúng ta có kết quả là x cộng 4 trừ 4 căn x. Được chưa? Và x trừ 4 trừ 4 căn x nữa. Là nhóm thứ hai. Chúng ta thấy x trừ 4 mà x là bình phương căn x, 4 có nghĩa là hai bình, thì chúng ta đưa về hàng đẳng thức số 3, nó thành là căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2 và tiến hành thu gọn các tử. Thì chúng ta còn lại kết quả là trừ 8 căn x trên căn x, và rút gọn chúng ta có kết quả là trừ 8. Rồi, vậy là thầy và các em đã ôn lại các kiến thức cơ bản trong chương 1 đại số 9, đó là căn bậc 2. Thì nó có các điều, thứ nhất là căn bậc 2 nè, thứ hai là căn bậc 2 số học nè, thứ ba là định lý so sánh căn bậc 2 số học nè, thứ tư là căn thức bậc 2 nè, và quan trọng nhất là căn thức bậc 2 xác định hay có nghĩa khi biểu thức lấy căn, lấy giá trị không âm. Và sau đó là các công thức biến đổi căn thức và các dạng phương trình chứa căn thức. Thì các em cố gắng ghi nhớ ha những điều cơ bản này để chúng ta thực hiện làm bài cho nó tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau.